vào những thập niên cuối thế kỷ 20, bước sang đầu thế kỷ 21, con người ngày càng phải đối mặt với cường độ sống và làm việc căng thẳng. Khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng đó cũng chính là lúc nhiều người cảm thấy mình đang dần đánh mất đi niềm vui sống đích thực, hoang mang, lạc lõng trong cái không gian bức bối, chật hẹp của máy móc, đám đông và những tòa nhà chọc trời. Hệ quả tất yếu là sự xuất hiện các căn bệnh của cuộc sống hiện đại như stress, trầm cảm, khiến hiệu suất làm việc giảm sút. Xuất hiện ngày càng nhiều những căn bệnh quái lạ mà nguồn gốc sâu xa đến từ sự mất thăng bằng trong cơ thể con người. Trong khi người phương Đông tìm học ở phương Tây nền khoa học kỹ thuật tiên tiến để thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, thì người phương Tây lại tìm thấy ở phương Đông những phương pháp luyện tập và thư giãn kỳ diệu như thiền, yoga, thái cực quyền, giúp họ tìm về với thiên nhiên, hòa nhập lại với thiên nhiên. Từ nhiều năm nay ở Hà Nội đã có một học phái kiên trì luyện tập theo mục tiêu đó. Một sớm mùa xuân, chúng tôi có mặt tại công viên Lenin, được chứng kiến một nhóm võ sinh đang luyện những bài tập vận động thư giãn mềm mại uyển chuyển. Các khớp tay, vai, cổ, hông, chân, thân được mở rộng theo những vòng tròn đẹp mắt. 3, 1, 2, 3. Nhóm võ sinh vui vẻ cho chúng tôi biết đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa của câu lạc bộ võ thuật dưỡng sinh Nhu Quyền thuộc Cung Văn hóa Hữu Nghị. Gần 20 năm nay, câu lạc bộ dưỡng sinh Nhu Quyền Cung Văn hóa Hữu Nghị là nơi học phái dưỡng sinh Nhu Quyền giới thiệu phổ cập học thuật, đã thu hút một số lượng lớn các học viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đến tham gia luyện tập. Học sinh, sinh viên luyện tập cùng các thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ, họa sĩ, nhà khoa học, đánh võ cùng những người lao động bình dị. Võ sinh Việt Nam luyện tập cùng các võ sinh Mỹ, Italia, Bỉ, Nga, Ukraine. Câu lạc bộ đã nhận được sự hỗ trợ về tổ chức và truyền đạt kiến thức của anh Trần Việt Trung, trưởng học phái dưỡng sinh Nhu Quyền. Chúng tôi tìm đến Tokan, một sĩ nghiệp hợp tác giữa Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm Tokuntak và Công ty Nua Trading của Canada để gặp anh Trần Việt Trung. Ông giám đốc đang bận túi bụi với những đơn đặt hàng đầu năm loại chổi sơn cao cấp cho thị trường Mỹ. Ông cho biết hiện nay sĩ nghiệp Tokan đang sản xuất hơn 500 loại chổi sơn khác nhau và say sưa trao đổi với chúng tôi về khoa học quản lý và tổ chức sản xuất. Nếu như là có một sự liên hệ nào đấy giữa võ thuật với quản lý, với điều hành sản xuất, thì cá nhân tôi thì tôi luôn luôn tìm thấy sự tương đồng và cũng rất là cảm ơn những người thầy đã dạy tôi để tôi có thể ứng dụng một cái kiến thức cổ Á Đông vào một cái phương pháp quản lý hiện đại phương Tây. Anh Trần Việt Trung đưa chúng tôi tới thăm nhà lão y Nguyễn Thiên Tích. Cụ là người không chỉ chuyên chú hành nghề y chữa bệnh giúp đời, mà còn luôn dành sự quan tâm tới việc rèn luyện sức khỏe để phòng bệnh. Rồi, bước táo này. Dạ. Là lương y và một nhà nho, xin cụ cho biết người xưa quan niệm thế nào về tập võ với việc rèn luyện thân thể. Vâng,
Xưa kia ấy, các triều đình của chúng ta từ xưa ấy, cũng có văn thì thi cử nhân trạng nguyên mà võ không có võ trạng nguyên ấy. Thế nên này, người ta mới nói văn sự nhi võ bị, tức là văn phải cụ thể kèm theo cái võ nữa nó mới có giá trị trong vấn đề thực tế nhân sinh quan của con người. Muốn phát huy kế thừa cái cổ để phát huy cái kim, đúng không? Thế thì cổ chúng ta học tập như thế nào, đến nay kim chúng ta thực hành như thế nào? Cho nên cần phải là luyện con người thì trước nhất là luyện tâm, sau mới luyện thân. Cho nên tâm và thân tức là hình và thái. Thế hình và thái không cân bằng ấy, thì anh có muốn giỏi giỏi cũng vứt đi. Cái nội công là cái gì cực kỳ quan trọng. Mà nội công đây không phải ta cầm cái này ta đánh cái kia ta làm nào, nhưng ta vận dụng cái tâm hồn của ta đi vào chủ tể. Thế thì tâm người ta có chủ tể thì tự nhiên tất cả mọi cái vật dục xung quanh chúng ta tiêu diệt hết. Mà thân ta chính, tâm ta tu, gia ta tể, quốc ta trị, thiên hạ bình. Ở Hà Nội có một nhóm họa sĩ trẻ yêu thích luyện tập dưỡng sinh nhu quyền. Họ đã tìm thấy lợi ích và sự hỗ trợ thích hợp của loại hình vận động này với công việc cầm cây cọ. Chúng tôi là một nhóm họa sĩ, chẳng hạn khi theo môn phái dưỡng sinh nhu quyền thì chúng tôi học và chúng tôi tìm thấy ở đó có nhiều cái nó giúp cho chúng tôi trong quá trình vận động, những quá trình tư duy làm nghề. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày đối với chúng tôi, khi gặp gỡ nhau, khi nói chuyện về nghệ thuật, về bóng đá thì chúng tôi lại thường cũng quay một chút nào đó về một cái mà chúng tôi được học và cùng nhau trao đổi làm sao để được, thấy được cái sự tương đồng giữa cái bộ môn dưỡng sinh nhu quyền, cái sự vận động của dưỡng sinh nhu quyền vào với cái quá trình làm nghệ thuật của mình. Đôi khi anh em có hỏi tôi rằng thì ông vẽ những cái tranh to như thế này thì ông có thấy mệt không? Thì tôi nghĩ là ai mà vẽ tranh to mà chả mệt, vẽ tranh nhỏ cũng mệt. Trước nhất là mệt về cái tinh thần mình suy nghĩ. Cái hai mệt bằng các cái động tác của mình, đưa bút lên rồi là bôi màu lên trên toàn, nó rất là mệt. Nhưng mà sau khi chúng tôi làm cái việc ấy xong thì ví dụ như tự mình cũng có một cái cách vận động riêng cho mình. Ví dụ như là người ta tập thái cực quyền hay người ta tập từ buổi sáng, người ta đi bộ thư giãn, thì đối với tôi thì tôi lại vận dụng cái mà quá trình tôi được học của sự sinh nhu quyền. Ví dụ như vận động nhẹ, mình có thể kết hợp cùng với nhạc, mình vận động làm sao để cho cái chân tay của mình nó được thư giãn. Ví dụ như cái động tác ngoáy tay này chẳng hạn, khi mình vẽ nó rất là mỏi chân mỏi tay thì đôi khi mình lại ngoáy cái tay chẳng hạn, thì cái đó nó cũng nằm trong cái chúng tôi được học. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó rất là tốt cho cái quá trình vận động hàng ngày của tôi cũng như quá trình làm nghệ thuật của tôi. Tiến sĩ Nguyễn Vũ Lương, người đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh khối chuyên toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đoạt những giải cao trong các kỳ thi Olympic toán quốc tế, lại tìm thấy sự tương đồng giữa dạy võ, học võ với việc đào tạo những học sinh giỏi toán. Cách dạy võ là một phương pháp sư phạm độc đáo, người ta dạy từ thực hành cho đến lý thuyết. Toán cũng là cái môn mà dạy từ bài tập cho đến lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết của toán thì có định sẵn ở trước, bài tập chỉ để mô tả các cái lý thuyết đẹp của toán thôi. Còn võ thì người học cũng phải suy nghĩ, đúc rút và tự cho mình những bản sắc riêng. Và lối dạy ấy đem cho người học lối tư duy thông minh nhất. Và đấy là một cái rất là đặc biệt của võ. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là tôi khi dạy học sinh giỏi ấy, bọn tôi buộc phải xây dựng các bài giảng cực ngắn. Và bài giảng đấy là nó chỉ cần dùng kiến thức rất ít thì kỹ năng nó mới cao. Thì nó cũng giống hệt võ là chẳng hạn như là phải buộc gạch vào chân hoặc là chạy trên nước để làm sao cho cái kỹ thuật nó càng hoàn hảo. Và rất nhiều cái của võ nó gắn liền với các môn khoa học giáo dục. Hiện nay xã hội ta cũng cần quan tâm nhiều đến tính nhân văn một chút, là bởi vì thế này, thì võ nó dạy là nhu chế cương, dạy là dùng cái thiện để chống cái ác, bảo vệ cái thiện. Nếu như các nhà báo hoặc là các cái người mà làm phim truyền hình như chị mà đổ công nhiều hơn để săn tìm những cái tốt, đề cao những cái tốt, thì những cái tốt đấy nó làm cho những cái xấu nó nhỏ dần đi. Và đấy là tính nhân văn cao nhất mà tôi cho rằng cũng đến khoa học từ võ. Còn đây là danh sư Ngô Sĩ Quý, người Hà Nội gốc, đã trực tiếp đào tạo ra một thế hệ võ sinh
thuộc trường phái Dưỡng Sinh Nhu Quyền. Trong đó có anh Trần Việt Trung. Vì sao anh lại đặt tên học phái là Dưỡng Sinh Nhu Quyền? Dưỡng sinh ở đây tức là toàn bộ cái sự sống mà chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải vun đắp, chúng ta phải giáo dục. Tất cả những cái cuộc sống ấy, cần phải có sự nuôi dưỡng, bảo tồn nó thì nó mới phát triển được. Và còn từ nhu quyền thì tất nhiên đấy là những cái biện pháp cụ thể, đấy là những cái hình thức vận động mà thể hiện cho nó đúng theo cái nguyên lý của nó. Trong cái thời đại này, ngày hôm nay, đất nước Việt Nam chúng ta đặt trong một cái bối cảnh lịch sử hết sức khác biệt so với ngày xưa, tức là cái sự hòa nhập Việt Nam là cái thế tất yếu đối với thế giới bên ngoài, mà một cái thế giới khoa học kỹ thuật hết sức phát triển. Vậy thì mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn mong muốn và chúng tôi cũng đã tự giác thực hiện, tức là làm một phần rất nhỏ bé thôi trong cái công việc là xây dựng và đào tạo con người. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì những cái trí tuệ, cái sức mạnh của tinh thần là cái bức thiết đòi hỏi khi mà cái xã hội hiện đại nó phát triển rất là nhanh, rất mạnh, một cái áp lực rất lớn đối với từng con người trong công việc học tập, trong cái công việc làm ăn, kinh doanh. Nó là một cái thử thách mà tất cả bản thân những con người trong xã hội phương Tây cũng đều bị một cái bệnh stress. Thì vậy thì chúng ta sẽ phải có những liệu pháp để mà giúp đỡ con người có thể thư giãn được trong những cái hoàn cảnh làm việc, học tập căng thẳng, có thể duy trì một cái khả năng lao động về thể lực và trí lực bền bỉ. Và chính cái đấy nó giúp cho cái trí tuệ, cái thông minh của ít ra là con người Việt Nam chúng ta có thể phát triển được để phù hợp với cái thời đại này. Tương truyền, vào những năm 30 của thế kỷ 20, có một danh sư người Trung Hoa tên là Nguyễn Tế Công, từng tham gia kháng Nhật ở Trung Quốc lánh nạn sang Việt Nam. Về lai lịch của ông cho đến nay còn có nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng căn cứ vào kiến thức võ thuật mà ông đã truyền lại, có thể nhận định ông thuộc trường phái Thiếu Lâm, chủ về nhu quyền. Danh sư Ngô Sĩ Quý bấy giờ là một thanh niên đã có may mắn được theo học ông trong một thời gian dài. Môn võ thuật này có nhiều nét giống với võ phái nổi tiếng Vịnh Xuân của Trung Quốc, nên được một số người tham gia luyện tập gọi nó bằng cái tên Việt Nam là Vĩnh Xuân. Tiếp thu triệt để kiến thức vận động cổ truyền kết hợp với yêu cầu rèn luyện sức khỏe của con người trong thời đại mới, anh Trần Việt Trung đã tổ chức ra học phái Dưỡng Sinh Nhu Quyền. Ở khía cạnh võ thuật, hệ thống rèn luyện của Dưỡng Sinh Nhu Quyền bao gồm quyền thuật và binh khí. Với sự ra đời của vũ khí nóng, thì võ binh khí chỉ được giữ lại như một di sản văn hóa của võ thuật. Dưỡng Sinh Nhu Quyền có hai loại vũ khí chiến đấu đặc trưng là tề mi côn, dao quai đã được nhiều người tập võ biết đến. Những động tác đánh đỡ của tề mi côn và dao quai lấy quyền thuật làm nền tảng. Vì vậy, nó mang tính mềm mại, nhu nhuyễn, đẹp mắt, nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao trong chiến đấu. Người luyện tập đạt đến trình độ cao thì giao côn với thân thủ bộ pháp hòa quyện thành một. Còn những bài tập như thế này có thể giúp võ sinh nâng cao thể lực, khả năng phát lực và chịu đựng đòn đánh của đối phương.
đã từng có một đề tài khoa học cấp nhà nước về loại hình vận động của võ phái Vĩnh Xuân vào những năm đầu của thập kỷ 80. Đầu những năm 80, có cái chuyến bay của Phạm Tuân Vũ Trụ, thì có một chương trình nhà nước để đào tạo những cái người làm những công việc đặc biệt như thế. Chương trình này thì do giáo sư Tô Như Khuê chủ trì kết hợp với Viện Khoa học Việt Nam lúc bây giờ, chúng tôi, một số người đi nghe. Thì giáo sư Tô Như Khuê cùng với cố vấn của chương trình là bác Nguyễn Khắc Viện đã trình bày một cái sử dụng rất nhiều những cái văn hóa Á Đông của chúng ta, đặc biệt là một số võ phái, để xem các chỉ tiêu con những con người luyện tập trong những cái võ phái ấy đạt được những cái khả năng thế nào để đáp ứng được những cái nhu cầu mới của cuộc sống. Thì kết quả thấy rằng các tham số đo đạt được của phái Vĩnh Xuân tỏ ra là ưu thế hơn hẳn, đặc biệt về lực, độ bền, và cái đặc biệt nhất tức là cái chỉ tiêu về trí tuệ, tức là cái sóng alpha, và một số cái chỉ tiêu khác nói lên là cái sự thăng bằng của trí tuệ sau một thời gian luyện tập, sau một cái bài tập cố định, một khoảng năng, khoảng vận động cố định. Chính vì thế chúng tôi đã tiếp cận đến phái Vĩnh Xuân. Sau này khi đã luyện tập ở môn phái này rồi thì thấy rằng tại sao đạt được điều đó, bởi vì trong cả quá trình vận động, kể cả chiến đấu, thì đều tất cả cái vận động ấy đều nhu nhuyễn, và kể cả lúc va chạm, tức là rút là rút lúc cứng, lúc cương, thì vẫn nhanh chóng trở lại trạng thái thăng bằng, trở lại cái thăng bằng trong vận động. Cái việc trở lại trạng thái thăng bằng trong vận động đấy đem lại cái hoạt động trí tuệ tốt cho thần kinh của mỗi một cá thể. Và chúng ta đều biết rằng cái sức mạnh của con người gần đây thì là sức mạnh của trí tuệ của con người là sức mạnh ghê gớm nhất. Ngũ hình quyền là bài quyền rút gọn, thể hiện đặc trưng vận động quyền thuật của học phái Dưỡng Sinh Nhu Quyền qua năm con vật: Long, Xà, Hồ, Báo, Hạc. Rồng là con vật tưởng tượng trong dân gian, một trong tứ linh, tiêu biểu cho tinh thần mạnh mẽ và tính thẩm mỹ của vận động. Những vòng tròn rộng rãi, phóng khoáng, xòe tay vuốt, bắt, làm người ta liên tưởng tới một con rồng thần thoại bay vút lên từ mặt nước, vượt qua tầng mây, ôm vờn vầng trăng.
với báo quyền, sức mạnh được kết hợp với sự nhanh nhẹn, lắt léo, khôn ngoan, tận dụng lực phát ra từ gân với những đòn bạc, móc, tạt ngang. Ở đây, sức mạnh kết hợp với tốc độ nhanh, khoảng cách gần trở thành những yếu tố tạo nên lối đánh đặc trưng của báo. Hạc quyền thể hiện sự thăng bằng, ung dung, thanh thoát trong vận động quyền thuật. Những động tác duỗi cánh, tung chân, sử dụng các khớp lớn của cơ thể, tuy trông mềm mại, nhưng ngầm chứa một nguồn sức lực mạnh mẽ, như có thể rời mặt đất, cất cánh bay vút vào trời xanh. Chủ nhân của ngôi nhà này là một doanh nhân đã từng đến với Dưỡng Sinh Nhu Quyền từ rất sớm. Trao đổi với chúng tôi, anh tâm đắc với tinh thần cao thượng của võ thuật, tính tập thể và tình tương thân tương ái giữa những người luyện võ. Cái việc tham gia luyện tập dưỡng sinh nhu quyền thì nó không những là mang lại cái sức dẻo dai của cơ thể về thể lực, rồi nó còn làm tăng cả cái sức dẻo dai, sức chịu đựng của thần kinh. Tham gia tập dưỡng sinh nhu quyền nó mang lại những cái lợi cho cá nhân, thì bên cạnh nó cũng là một cái sự quầy tụ rất lớn